Vâng, em Phong Lan Tùng Nguyễn chào anh nhà nhé Thì hôm nay là ngày mùng 4 Tết à, Hôm nay thì trước cái kèo khai xuân Phú Thọ và khai xuân HO Thì em sẽ có một cái kèo khai xuân Bạch Tuyết à, Ở trong đây là có 34 mắt Bạch Tuyết Ở cây mẹ số 8 Ở cây mẹ số 8 Thì à, em sẽ có một cái kèo Em bán lúa non là 10 kg Và bao lỗ cho cô chú anh chị trong vòng 1 năm thì mỗi 1 kg em bán lúa non ở đây sẽ và bao lỗ ở đây sẽ là 18 triệu trên 1 kg lúa non bao lỗ trên một mắt đấy ạ. Thì ở đây đã có những cái mắt nó đã sưng lên và nó đã lên được như thế này rồi nhá cả nhà. Có những mắt nó đã lên được như thế này rồi nhá cả nhà. Thì ở trong cái kèo này em bao lỗ trong vòng 1 năm. Nếu như trong vòng 1 năm đó mà em nuôi cây mà bị lỗ hoặc là cây chết hay là uh, thị trường không bán được thì sau một năm em sẽ trả lại mọi người là 18 triệu tiền gốc cộng với 2 triệu tiền lãi nhưng nếu trong một năm đó bất cứ thời gian nào mà cây nó có lãi trên uh, cả con số là 18 triệu tiền gốc của mọi người cộng với 2 triệu tiền lãi và ví dụ như một cái kỳ này mà em có thể bán được đến 21, 22 triệu thì em sẽ báo báo đến mọi người và em sẽ có báo cho cả nhà mình nếu mà một cả nhà đồng ý bán thì em sẽ bán cho mọi người còn nếu mà cả nhà không đồng ý bán thì tại cái thời điểm đó cũng sẽ xóa cái chương trình bao lỗi nha cả nhà vì lúc đó là có lãi rồi nhưng cả nhà tiếc không bán và cả nhà muốn để làm giống thì sẽ hết cái chương trình bao lỗ nhé cả nhà Còn nếu như cả nhà bán thì cũng đồng nghĩa với việc là cũng hết cái chương trình bao lỗ luôn tại vì cả nhà thu thôi vốn và có lãi về rồi đó thì cái kèo này nó chắc chắn 100% phần trăm cô chú anh chị có lãi nha cả nhà chắc chắn 100% trăm cô chú anh chị có lãi Lãi nhiều hay lãi ít là do cô chú anh chị thôi. Nếu mà không lãi thì uh, không có lãi thì em phải bỏ tiền ra em trả lại mọi người tiền gốc cộng với tiền lãi là thành là 20 triệu. Còn nếu như em bán mà được 21 triệu thì em sẽ báo thông báo cho mọi người để bán. Còn nếu mà 20 triệu thì chưa bán nhé Nếu như được 21 triệu thì em sẽ thông báo cho mọi người để bán. Và nếu như mà, mọi người mà không bán thì uh, cái kèo này cũng sẽ hết tác dụng là báo lỗ nha cả nhà rồi thì đối với cái kèo này ấy, thì em bao lỗ rồi nên là em sẽ nuôi giúp cho cả nhà, cả nhà nhá còn nếu mà sau khi em báo cho cả nhà và cả nhà không bán thì sẽ hết cái kèo bao lỗ và nếu như vào lúc đó hết kèo bao lỗ rồi thì cả nhà mà bán thì em sẽ em sẽ nuôi tiếp cho cả nhà và sau này cả nhà bán thì em sẽ trích ra là 10% công chăm sóc trên tổng số tiền lãi nhé, chứ không phải trên tổng số tiền nhé. À, ví dụ cả nhà lãi được uh, 2 triệu thì em sẽ trích ra là 200.000 tiền uh, tiền tiền công chăm sóc của em, đó. thì uh, cái kèo này uh, em sẽ đăng lên uh, trước cái kèo phú thọ và kèo HO nhé cả nhà. rồi đầu xuân năm mới thì em chúc cả nhà sức khỏe bình an nhé. chào cả nhà.